Theo thưởng nội dung comité cá nhân nữ 50kg 15-17 tuổi. Huy chương vàng Phan Thị Mai Xuân, quân đội 1. Huy chương bạc Nguyễn Thị Ngân, Xu Du Châu 1. Huy chương đồng Trần Thị Linh, Tân Kỳ, Nguyễn Thị Mai, Trung học phổ thông Công Hiếu 2. Mời tất cả các vận động viên đặt chân lên. Phan Anh Khoái. Đây đâu? Là Bố Di Lê. Bố Di Lê đâu? Phan Anh Khoái. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Số 8 tại tháng 3 sẽ hiện an toàn đồng số 9 giữa Đại học Hà Tĩnh và chương 2. Mời hai đồng viên chuẩn bị ở phía ngoài đảo. Trận thi đấu tiếp theo, Phạm Xuân Anh, Huy chương vàng Phạm Thị Mai Xuân, quân đội 1. Phạm Xuân Anh, Huy chương bạc Nguyễn Thị Ngân, Xu Du Châu 1. Bắt đầu. Huy chương đồng Trần Thị Linh, Tân Kỳ, Nguyễn Thị Mai, Trung học phổ thông Đông Hiếu 2, Lê Đình Linh. Để tranh. Thank you.
Alo. Ta thi đấu. Đại học Hà Tây. Ngô Dương Thịnh, Ngô Dương Thịnh bán tay đỏ. Ngô Dương Thịnh đánh trước. Vũ Đồng Hiếu bán tay xanh. Vũ Đồng Hiếu đâu? Trao thưởng nội dung Ngô Minh Tê. Cá nhân nữ 55kg, lứa tuổi 15-17. Huy chương đồng Bùi Hải Nguyên, quân đội 1. Trần Thị Kiều, Trung học phổ thông Đông Hiếu. Huy chương bạc Phạm Hoàng Ngân, Tân Kỳ 1. Huy chương vàng Nguyễn Thị Minh, Nghi Kim. Lý Ngọc Sang mang tay đỏ, Đỗ Duy Lê mang tay xanh. Lý Ngọc Sang không? Em ơi. Lý Ngọc Sang. Thưởng nội dung cá nhân nam 40kg, lứa tuổi 15-17. Huy chương vàng Hà Văn Đức, Trung học phổ thông Đồng Hiếu. Huy chương bạc Nguyễn Vinh Ngân, Võ Tùng Trông. Huy chương đồng Nguyễn Công Minh, Võ Đường Trào Hải. Và Trần Quốc Trung, Trung tâm Văn hóa Phù Hợp. Huy chương vàng Hà Đức, Hà Văn Đức, Trung học phổ thông Đồng Hiếu. Huy chương bạc Nguyễn Thị Quân, Võ Đường Tất Long. Huy chương đồng Nguyễn Công Minh, Võ Đường Trọng Hải. Và Trần Quốc Trung, Văn hóa Phù Hợp. Trái bay bay đâu?
Sa đã đấu lại đấu bao nhiêu? Mở vào đường tấn công. Số lượng thấu này là trận đấu giữa Phạm Văn Đạt. Phạm Văn Đạt, Aga. Phạm Văn Đạt đâu? Mới đi tấn kỳ. Và về khu vực đầu cửa. Phạm Văn Đạt. Mới đi nguyên giành về khu vực đầu cửa. Đơn vị đồng ý. Đơn vị xuất đồng. Phạm Văn Đạt đại đầu. Gặp Phạm Xuân Anh. Phạm Xuân Anh đại danh. Yên Thành đâu? Mời Công Vương Văn Hóa Yên Thành. Phạm Xuân Anh. Mời các vận động viên đạt giải trở về khu vực cao tường để nhận huy chương. Sau trận đấu bài giải huy nhận của ban tổ chức, trận đấu bán kết một giữa Lào Sai Ba Vanh mang đại đỏ. Sai Ba Vanh mang đại đỏ. Bình Nguyễn Hữu mang đại xanh. Bán kết một. Cao thủ người dân cả anh nam 40kg, 12-14 tuổi. Huy chương vàng, Nguyễn Trọng Giáp, Võ Đường Tân Long. Huy chương vàng, Chu Văn Mạnh, câu lạc bộ Diên Trường. Huy chương đồng, Phan Quốc Mạnh, câu lạc bộ Lê Lợi. Nguyễn Văn Quang, Trung học phổ thông Đông Hiếu. Tại thập 2 mời hai đội Võ Đường Hương Điệp mang AK, quân đội một mang AO. Sáu thời gian nghỉ một phút sẽ diễn ra trận chung kết. Mời hai đội tập trung lại thập 2. Võ Đường Tân Long. Okay.